chiếc này là 125 thôi nha anh em. Rồi là im máy. Cái trước khi qua đây làm á nó kêu lớn lắm. Lọc cọc luôn á. Cái này là 125 rồi 2020 nha. 150 thì nó sẽ mạnh hơn nữa. Mà 125 mà làm nồi sẽ chạy ăn 150 zin nha. Rồi, các bạn anh em xem clip ha. Đây cái xe này nó bị nồi nó kêu lắm ba đa luôn. Lấy hai chiếc về xe của mình anh Hải Trinh. Chồng của chị Trang Nam Mô. Máy xe điện nha, mọi người có nhu cầu liên hệ anh Hải. Máy xe điện dễ thương. Xe này là có độ ở bên chỗ khác rồi, anh nói là nó chạy không có được, chạy thua cái xe zin luôn, chạy không quá được 80 nữa, nó hấp không à. Còn chiếc này nó hú giọng, trời nó kêu. Cái này SH Việt 125, này là của em anh Hải. Rồi, ok, để mình làm xong mình sẽ quay cho anh em xem ha. Rồi, chiếc SH Việt Nam 125 đời 2021 chạy lâu ngày tới 20.000 cây nồi kêu cả lúa nha. Đó. Xùm trái đất hết. Đó, nồi nó chạy tới đây đứng rồi. Mình làm xong cho nó mở tua luôn, cảnh chỉnh nó lại cho nó ngọt ngào hết nha. Đây chiếc SH Việt nè, nó bị kêu là do cái chỗ làm trước á, thay Google của cái SH đời trước là không có đúng nha anh em. Cái SH đời 24 cái máy nó khác, là cái dây roi zin của nó là nó hai mặt răng như nè, cái dây này là không có đúng của nó. Nó chỉ cần lệch 1-2 ly thôi là nó vũ cạch. Rồi thứ hai nữa là đi bi mềm quá, chạy nó mớp luôn nè, khuyết mất tiêu luôn, bi mà nó mòn cỡ này, cái nồi nó kêu lóc cọc như máy chà vậy đó. Rồi cái này là không có xài được, cái nồi này là không phải nồi zin của SH này luôn. Nồi này là K01, là nồi của SH Việt Nam cái đời 24-25 nha. Đó, này không có đúng luôn, là hai cái không đúng rồi, vì cô Ro không đúng, nồi không đúng rồi. Rồi, để mình làm lại hết. Bố thì không có bắt gì đó, dặn nó la không à. Rồi, ok, để mình sẽ phải làm lại. Mọi cái tí này sổ luôn, lên đầu lòng hẹp luôn, trình đôn luôn. Đây, cái SH Việt Nam 125 khi mình tháo ra là cái nồi nè là không có đúng cái nồi của nó nha. Cái nồi này của SH Việt Nam đời trước, cái mã nó là K01. Đây, nó nhỏ hơn cái nồi này, đời sau nó bự hơn. Đó. Rồi cái họng xăng nó đây, họng xăng zin nó hơi nhỏ, mình móc lớn lên luôn. Đó, nhỏ mà đóng bụi rồi, xe chạy mấy chục ngàn cây rồi. Đó. Cái bi nó chạy mớp luôn, muốn bể bi luôn á, nó kêu cạch. Thêm dây cua ro không đúng nữa, dây cua ro này của cái SH này trước, cái SH này sau nó hai mặt răng nó bự hơn. Rồi, chuông nó cũng khuyết nữa nè. Bây giờ mình mở ra mình làm lại hết nha. Lên họng xăng có gió lớn, thay cái lông bô luôn, cái lông bô đó nó hư rồi. Nồi bô lọc gió, coi gió không xăng. Còn bên với cái đất ý này là trái 68 đô la mét, chạy hiếu xìu luôn, chạy không nổi, canh không đúng anh em. Đi không xăng nhỏ xíu à, nó lọc gió thôi, đúng xíu luôn, bằng mấy chiếc bô xăng lửa thôi. Rồi, ok, đây mình làm, mình sẽ quay cho anh em xem hết nha. Đây, chiếc SH Việt Nam 2020, 125 thì
Thì xe này là lên full nồi bô lọc gió, co gió với hỏng xăng. Bô thì mình đi bô Porat nha. Porat 11 thì trang zin luôn. Nó đẹp ha. Full co bát đầy đủ. Nồi thì mình phay gánh bi nè. Mẹ đổ, mình dớt theo bài để nó mở tua lên đây luôn. Còn zin nó thì nó lên tới đây thôi. Xe này kinh tới cho nó mạnh nha. Bố nào mình đi bố Mỹ nha anh em. Rất là bắt. Bắt hơn bố carbon nữa. Hồng chuông. Lên hồng xăng lớn. Làm hồng xăng lớn lên. Rồi hai có gió lớn. Rồi lọc gió đồ chơi luôn. Cái lượng gió nó nhiều hơn. Nó zin chạy thời gian là nó bụi đóng rồi. Đi nó có ngon nha. Rồi để giờ mình lắp vô rồi mình test cho anh em xem. Rồi mình bao anh em chạy ăn chiếc 150 zin nha. Đây chiếc rác Việt Nam 125-2020. Sau khi mình làm full nồi bô Porat, lọc gió, hồng xăng, co gió. Đó, mới luôn. Để mình test cho anh em xem nó lên. Đó, bây giờ mình úp cái nồi vô mình test cho anh em xem nó khác biệt. Bộ Porat 11 bên đây thắt ý lên đầu lòng mẹt giá 68 bô Yushi Mura 350 là nồi bô và gió luôn. Trước khi qua đây làm nó kêu lớn lắm, lọc cọc luôn á. Cái này là 125 rồi 2020 nha. 150 thì nó sẽ mạnh hơn nữa. Mà 125 mà làm nồi sẽ chạy ăn 150 zin nha. Rồi, các bạn anh em xem clip ha. Rồi, tiếp tục buổi tối rộn của anh em nha. 350 Exeter rất Việt. Cục máy ép đang làm AB 150.